Bản tin y tế sáng ngày 24 tháng 2 năm 2021. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 2 đến 6 giờ ngày 24 tháng 2, nước ta ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương, là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pozun. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1 trung tâm y tế thành phố Chí Linh. Cả nước 53 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại. Tỉnh Sơn La cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm nay. Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3.